Thủy Tiên lẳng lặng nhập viện, công vinh than thở, lấy phải vợ tính đàn ông đau đầu lắm. Mới đây trên fanpage của mình, công vinh bất ngờ chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng đang trong bệnh viện cùng mỗi chuyện về gia đình thú vị như thường lệ. Danh hữu xứ nghề kể, trên đời chắc có lẽ mỗi bà này duy nhất không sợ trời, không sợ đất, đi mổ răng khôn biến chứng mọc ngầm, mổ trong mổ ngoài vì biến chứng bao sơ phải nhập viện gây mê 3-4 tiếng mà tự đi khám, rồi tự nhập viện một mình luôn không cho ai hay để ai đi theo chăm bả gặp mình đàn ông mình nghe xong còn sợ mà bả không sợ gì luôn chơi một mình một ngựa đi mổ luôn may mắn công vinh hỏi tài xế nên biết vợ đi đâu anh lập tức khăn gói vào bệnh viện để chăm sóc đọc những chia sẻ của ông xã thủy tiên cư dân mạng không khỏi ngưỡng mộ tình yêu anh dành cho nữ ca sĩ mổ xong ai đỡ ai đút nước đút cháo, rồi bác sĩ dặn dò lúc mê man trong phòng hồi sức hỏi bả thì bả nói Bệnh viện có dịch vụ y tá chăm rồi lo gì, mắc công phiền người khác làm chi, tự đi một mình cho nhanh. Mổ xong đi lại khó khăn, nói chuyện còn không có sức mà bả gan lì vậy đó, đi mổ mà tưởng bả đi siêu thị chơi vậy, không biết đầu bả nghĩ gì luôn, chắc bả nghĩ bả là đàn ông, nhiều khi lấy phải con vợ như này đau đầu lắm mọi người ạ. À.